Các bạn, hôm nay mình xin bốc họa một con tai nghe mới. Đó là con DZAT-DT05. Mình cũng không biết đọc tên là gì nữa. Rồi mình mở siêu nó nha. Con này là của anh Kiên Quốc Giang order. Clip này quay không có được đầu tư lắm nên chất lượng nó không có được tốt đâu. Ok. Đây. Màu vàng rất đẹp trong hộp đấy. Đóng gói rất là đẹp luôn. Con này có giá khoảng lúc mà order là như là 500.000, bây giờ thì không biết bao nhiêu. Xé một cái đây xem thêm nữa. Đây cái túi vải, sách hướng dẫn sử dụng. Rất là nhiều luôn, tai nghe mà sẽ hướng dẫn sử dụng một sóc. Đây, nghe một chính của chúng ta. Đây, con tai nghe nhìn rất là hàm hố và đẹp. Màu vàng. Lắc cũng được mạ vàng luôn. Con này có mic và có nút play bao thôi chứ không có tăng giảm âm lượng. Dây thì hơi mỏng nhưng mà có vẻ chắc chắn. Rồi, clip này xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn. Nó còn bộ tiếp ba cặp tiếp cao su và một cặp tiếp bọc biển đó nha mọi người. Hồi nãy mình inbox thiếu lúc xong, làm clip xong mới thấy, mới phát hiện ra.